Lan xin chào cô chú anh chị em và các bạn đã trở lại với kênh Lan Thái Miền Tây. Hôm nay Lan sẽ làm một món bánh lá liễu. Bánh này là của người Hoa. Ở trên bàn Lan có để những cái nguyên liệu để làm ra cái bánh lá liễu nè, cô chú ơi. Lan có một chút xíu ngò. Lan thích cái nhân nó có cái mùi ngò nó thơm. Bạn nào thích ăn hành thì mình sắc hành vô nha. Cái nhân này là cái nhân của bánh xoài mặn. Cho nên là cô chú anh chị em và các bạn có thích mình bỏ vô cái nhân cái gì thịt hay là tôm gì đó thì mình cứ trộn vào. Ở đây Lan có một ít nấm hương nè. Cũng đã ngâm nước rồi. Tôm khô Lan cũng ngâm nước luôn. Này là củ cải muối, Lan cũng ngâm nước luôn. Có một ít hành phi, tỏi, lạp xưởng. Cái món bánh này thì cái da của nó Lan sẽ làm bằng cái bột nếp và bột há cảo. Đây, hai cái bột này Lan sẽ pha lại với nhau. Giờ trước hết Lan mời cô chú anh chị em và các bạn hãy vào bếp cùng làm chung với Lan món này nha. Trước hết thì Lan sẽ lấy nếp đem đi giò. Ngày hôm nay Lan sẽ nấu 3 khắp nếp. Lan lường vào đây 3 khắp nếp. Mình chỉ giò rồi mình neo nấu luôn. Nếu như các bạn nấu xoài mặn thì mình phải ngâm nếp 4-5 tiếng. Còn như Lan làm cái nhân này cho cái nó mềm mềm. Lan muốn cái nếp nó mềm mềm. Cho nên Lan chỉ vo sạch rồi đem đi nấu. Nấu như nấu cơm thôi. Nếp Lan đã vo sạch và để hơi ráo chút xíu. Giờ Lan bỏ vô trong cái nồi này. Lan cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Lan sẽ trộn đều lên. Cái phần nước thì Lan cho 2 khắp nước, 2 khắp nước lạnh. Rồi Lan đem đi nấu thôi. Lan sẽ cắt cái phần nấm hương này ra. Mình cắt mỏng mỏng. Cắt ngược trở lại cho nó nhuyễn nhuyễn. Xài nửa bó. Lạp xưởng thì Lan cũng đem đi sắc cho thiệt là mỏng. Mình sắc mỏng hay là mình sắc hạt lựu gì cũng được nha các bạn. Tùy mình thích thôi. Hôm nay Lan sẽ xài một gói bột há cảo. 400g bột há cảo, 100g bột nếp. Lan sẽ sử dụng là 600ml nước. Lan sẽ bỏ vào trong đây 300ml nước. Lan sẽ đem đi nấu cho sôi lên. Lan nấu nước cho nó sôi, Lan bỏ vô vài giọt màu đỏ luôn. Cho vào đây 1 muỗng cà phê dầu, 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi Lan nấu nước sôi, Lan trộn bột luôn. Lan bỏ hết cái bọc bột này gồm có 400g, 100g bột nếp. Trộn đều nó lên.
Nước bên đây Lan nấu nó sôi ùng ục luôn. Lan sẽ bỏ vô hết. Bỏ hết. Lan sẽ quậy đều lên. Lan cho nó bột nó chín đi hết phân nửa. Rồi sau đó Lan sẽ bỏ cái phần nước 300ml nước còn lại vào. Mình sẽ nhồi lên từ từ. Bánh này rất là dễ làm ha các bạn ha. Hồi 20 năm về trước ở Việt Nam á, Lan có cái chị họ đó, chị làm cho Lan ăn. Làm một lần cho Lan ăn, Lan ăn thấy ngon. Lan hỏi chị chỉ cho Lan. 20 năm rồi Lan mới làm lại cái bánh này. Giờ Lan sẽ nhồi. Nó nguội bớt rồi. Lan sẽ nhồi vô. Lúc này Lan sẽ thêm nước vô từ từ. Thêm nước lạnh vô từ từ. Thấy cái màu đẹp quá các bạn ơi. Ra cái màu hồng. Mình nhồi cho hết cái phần nước này luôn. Sau khi Lan nhồi cũng được khoảng 10 phút các bạn. Giờ Lan sẽ đẩy lại. Mình đẩy lại cho nó đủ khô. Rồi Lan đi qua xào cái phần nhân. Đây Lan cũng còn một gói bột. Để một hồi nữa mình sẽ áo bột. Áo bột cái vỏ. Bạn phải mua dư dư ra tí xíu nha. Lan cho một ít dầu vào chảo. Mình cho cái phần túng cú vô trước. Cái phần nhân này xào giống như là mà xoài mặn đó các bạn. Tôm khô, lạc xưởng, của cái muối vô luôn. Rồi Lan xào được một hồi rồi, nó cũng thơm lắm. Giờ Lan sẽ nêm vào trong này một muỗng cà phê đường. Khoảng một muỗng cà phê xì dầu, một ít hành tím cho nó thơm luôn. Kế đến thì Lan sẽ cho hết cái phần ngò này vô rồi Lan tắt lửa. Bạn nào ăn ngò, ăn hành lá thì bỏ hành lá, ăn tiêu thì bỏ tiêu vô. Lan nấu cũng đã chín rồi các bạn. Bây giờ Lan sẽ cho vào trong cái chảo này Lan trộn. Lan thấy nếp mà Lan nấu trong nồi cơm điện á, nó cũng rất là ngon nha các bạn. Nó dẻo lắm. Nó không bị khô mà không nhão luôn. Rất là ngon. Hôm nào mình nấu xôi mặn mình nấu trong nồi cơm điện luôn đi, cũng ngon lắm. Rồi bây giờ Lan sẽ trộn lên. Rồi mình đem đi nắn bánh. Lan sẽ đem đi nắn bánh. Lan lấy một ít bột, một ít thôi. Xe tròn lại. Rồi Lan vàng nó ra mỏng. Mỏng như thế này. Lan bỏ cái phần nhân vào. Cho một ít xíu lạc xưởng luôn cho nó thơm. Rồi Lan tấm lại thôi.
có cái khuôn khuôn bánh lá liễu. Ép nó xuống. Ép cho đều là được rồi. Lấy nó ra. Được một cái bánh lá liễu rất là đẹp. Giờ Lan sẽ làm hết cái phần này rồi mình đem đi hấp nha các bạn. Giờ Lan bỏ vô nồi Lan hấp. Lan hấp lửa cho thật là mạnh. Trong vòng 10 phút lửa mạnh. Rồi Lan dặn nhỏ xuống 5 phút nữa. Lửa nhỏ, tổng cộng là 15 phút. Lan để nắp lại. Đây là cái sửng hấp đầu tiên của Lan. Lan hấp sau 15 phút. Nó chín rồi nè các bạn. Màu nó như thế này. 15 phút là chín rồi. Đây là cái mâm bánh lá liễu Lan mới vừa hấp xong. Nhìn rất là màu, rất là đẹp luôn. Mà lại thơm nữa. Mềm, dẻo, thơm. Giờ Lan sẽ cắt ra một cái ăn thử cho cô chú xem nha. Cái món bánh này mới vừa hấp ra thì mình có thể ăn được nóng nè. Bánh nóng nè. Rất là mềm, dẻo. Không có cứng. Đây. Bánh nó như thế này. Còn nếu như mà các bạn nào có thích ăn mà chiên đó thì mình đem đi chiên. Chiên giống như bánh tét vậy đó. Cũng rất là ngon luôn. Rất là đẹp ha. Thơm lắm luôn. Mà không có cứng nè. Mềm, dẻo, dai. Rất là dễ làm luôn cô chú ơi. Lan cảm ơn cái chị Tuyết. Chị dạy cho Lan á. 20 năm trước chị làm cho Lan ăn. Rồi chị dạy Lan. Bây giờ Lan làm lại. Cũng rất là ngon và xinh đẹp luôn. Lan cảm ơn cô chú, anh chị em và các bạn đã luôn ủng hộ cho kênh của Lan bằng cách đăng ký kênh, bấm like, share cùng cho bạn bè đều xem. Nhân dịp ngày Tết, Lan chúc cho ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Lan cảm ơn mọi người. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.